Ơi, tao con mày hả? Em giỡn thôi chứ, hôm nay em qua đây em xin làm con mũi. Mày chắc chưa? Chưa. Ý là chưa chắc, nhưng mà giờ em có 2 điểm em đâu biết làm gì đâu. Mày làm con mũi đơn giản lắm, mày chỉ cần chích 3 giọt máu là mày sẽ hoàn thành kiếp. 4 giọt được không? Vô chỉ tiêu á. Mày thấy con mũi nào chích 4 giọt mà còn sống không? Mày ngu vừa phải rồi chứ. Mẹ mày. Hoài. Úp mặt vô tường. Dắt đi đầu thai. Nhẹ nhẹ hối, nhẹ hối. Từ hối. Hay da. Mới đó mà đã hết một kiếp mũi. Nhanh thật. Sao kêu là chích 3 giọt mới hết một kiếp, mà mới đậu vô chích con cái là bị đập xuống đây rồi. Tao đã hỏi mày chắc chưa rồi nha. Ủa sao còn có 1 điểm vậy? Thì cái kiếp trước á, cái kiếp mày mới vừa đi xong mày trở về á, mày làm người ta đau, trừ 1 điểm. Mẹ. Má không? Mày thích chữ thề không? Con mẹ mày. Thôi giờ còn có 1 điểm là mũi nữa chứ sao giờ. Được. Tao xin nhắc lại, mày sẽ chích 3 giọt máu. Ê khoan khoan, chích 4 giọt được không? Mày đang chọc điên tao hả? Đâu, ý là hỏi trước coi thử là dư chỉ tiêu mày có được thưởng không á. Tao thưởng mẹ ở đây luôn được không? Vậy thôi thưởng chi. Ngu. Con mày nghe mày. Ây da. Xong kiếp rồi, có được cộng điểm không vậy? Mày bị trừ 1 điểm. Ủa, chích mới bị trừ điểm chứ, cái này mới bay vòng vòng kiếm mối à. Ê mũi, là nói mày nghe. Mày từng làm người rồi mày biết đúng không? Con mũi bay vòng vòng khó chịu không? Khó chịu. Làm người khác khó chịu, trừ 1 điểm. Má, cái gì vậy? Má, mày thích chữ thề không? Con mày nghe. Giờ hết điểm rồi lấy gì đầu thai nữa. Vậy mày đầu thai thành cây cỏ đi. Ý bậy, công an bắt á. Ý tao nói ở đây là thực vật chứ không phải thảo mộc. Mà thôi, làm cây cỏ, nếu mà làm rau á thì bị người ta xào tỏi, nấu canh, nhai cái đầu. Còn nếu mà làm cây trầm á thì bị người ta cạo. Nếu làm cây cảnh á thì người ta tỉ. Thôi tôi không ngu như ông. Ngu con mẹ mày. Thôi, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Làm cây xương rồng đi, không ai dám đụng vô hết. Tuy mày không đủ điểm làm cây xương rồng, nhưng ta sẽ châm chế cho mày. Châm trước. Mày thích bóc bẻ không? Thì mình sai thì mình nói mình sai chứ, mình sai sao mình cọc vậy. Ông chửi tôi hơi nhiều rồi đó. Ê mũi, nếu mày leo lên đầu lên cổ tao mày ngồi nha mũi. Sao quá đi kha. Nano. Không phải, em là Nani. Nani. Mày qua đây chi vậy? Em đi đầu thai. Đầu thai xong ở bên Thái Lan đầu thai đi. Ở đây chỉ tiếp hàng nội địa, không tiếp hàng quốc tế. Em là người Việt Nam, em qua Thái du học. Người ta đi du học Mỹ, đi du học Singapore, ai đi du học Thái? Em thích ăn cay. Ăn cay có thể qua Anh, qua Hàn hoặc là qua Nhật. Bạn trai em người Thái. Người trai. Giờ có giải quyết không? Không giải quyết hàng quốc tế. Bên đó nói nếu anh không giải quyết thì sẽ nói bí mật của anh ra. Ôi sếp, chị đừng có giải quyết.
Giờ chị nói một quãng đi. Bên đó nói là anh đi chuyển giới. Có thiệt. Vậy giờ anh thử đọc chữ ế đi. Ế. Không có. Cái chữ đó ai nói cũng vậy mà. Vậy anh nói thêm cho em chữ ái. Á. Không có. Mày hiểu không? Là tao nói một chữ tao sẽ lên giọng nam cao. Tao nói nhiều chữ tao sẽ xuống giọng nam trầm. Em sẽ không đi đâu hết cho tới khi nào anh nhận mình là người chuyển giới. Không có. Không có thì nhận đi. Không có bé ơi. Sao kêu người ta. Chơi không đúng, chơi không đúng, chơi không đúng, chơi không đúng.